Sau rất là nhiều thời gian thì mình không thể nào mà nhúng được cái mũi khoan xi nhê gì vào chiếc két sắt này. Tại vì chiếc két sắt này có độ dày của thép rất là lớn, ví dụ như phần cánh cửa được sử dụng thép đặc có độ dày lên đến 8 ly từ phần cánh cửa cho đến thần phân của két sắt này, nên đảm bảo cái việc chống khoan cậy phá cực kỳ tốt. Tại vì sao tính năng này là một trong những tính năng vô cùng quan trọng của một chiếc két sắt? Bởi vì các cái vụ trộm cắp xảy ra ở trên các chương trình thời sự, người ta có cảnh báo là thông thường những cái két sắt đấy chỉ có kết cấu thép rất là mỏng, chỉ có độ dày khoảng từ 0,8 cho đến 1,2 ly thôi, nên dễ dàng bị những tên trộm sử dụng những cái vật sắc nhọn để đục nạy phá cái két sắt này. Nên sự ra đời của chiếc sắt này để phòng ngừa những cái tên trộm rủi ro đấy, bởi vì thép rất là dày và vô cùng chắc chắn. Đồng thời không những vậy mà khi mở cái két sắt này ra thì cũng giúp người dùng có tính bảo mật cực kỳ cao mà lại dễ sử dụng. Ví dụ khi mà chúng ta mở thì thay vì như ngày xưa chúng ta sẽ phải xoay rích rắc vòng nọ vòng kia, hoặc là chúng ta sẽ phải rất là khó mở và phải lựa từng khớp một thì mới mở được cái sắt này ra. Còn bây giờ được sử dụng khóa vừa vân tay vừa điện tử, nên khi sử dụng sẽ được nhanh và nhạy hơn rất là nhiều. Ví dụ khi mình mở ra bằng vân tay, mình đặt vân tay vào đây này thì máy sẽ báo mở luôn, và mình xoay tay nắm sang bên phải như này thì mình đã có thể mở được cái két sắt này ra luôn rồi. Và vân tay là vân tay cảm biến đa nhiệm nên có độ nhạy rất là cao, chỉ từ chưa đến 0,1 giây là đã có thể mở được ra ngay rồi, chứ không bị mất nhiều thời gian và cũng chống được cái việc là bị dò vân tay. Và đối với vân tay này thì giúp chúng ta trong khi sử dụng là cài đặt được 100 vân tay khác nhau. Và nếu như chúng ta không thích sử dụng vân tay thì chúng ta hoàn toàn có thể mở được cái két sắt này ra bằng cách là bấm mã số điện tử. Thì thao tác rất là đơn giản thôi, trước khi mở chúng ta ấn nút thang, sau chúng ta nhập mật khẩu, kết thúc bằng nút thăng để hoàn thành, và giúp nó xoay nhẹ nhàng cái tay nắm như này. Vậy là chúng ta có thể mở được cái két sắt này ra ngay rồi. Ngoài ra chú ý hơn, không những có kết cấu thép dày mà két sắt này được sử dụng chốt khóa đúc đặc cường lực, bao gồm chốt trái, chốt phải, chốt trên, chốt dưới. Thông thường đối với những loại két sắt khác thì chỉ có chốt trái, chốt phải là đã là chắc chắn rồi, nhưng đối với siêu phẩm này thì có cả chốt bên trên và chốt bên dưới để tăng cường đến khả năng chống cậy phá cực kỳ tốt hơn nữa. Mà cái chốt này là chốt khóa đúc đặc hết, là phi 32, vô cùng chắc khỏe. Đây chính là cái phần cánh mà Bình Nguyên vừa mới mô tả, thép đặc dày 8 ly. Cái phần này rất là quan trọng nhé, nhiều khi các bạn rất là dễ bị hiểu nhầm. Bởi vì bên ngoài thị trường ấy, người ta cũng bán những cái két sắt mà nó dày ra đến mức này, nhưng về bản chất người ta làm theo kiểu dạng thép hộp, nó sẽ bị rỗng ở giữa, hoặc là bên trong có nhồi cát hoặc là các chất phụ gia để tạo độ nặng, cũng như là nhìn trông cảm giác nó dày dặn hơn. Nhưng chiếc két sắt này được sử dụng thép tấm hết, và sản phẩm này ở bên trong thì có cái nội thất ở bên trong rất là hợp lý. Phía trên là có một cái ngăn kéo nhỏ có khóa riêng biệt để chúng ta có thể cất những tài sản của mình quan trọng hơn vào trong đó. Và bên dưới đây thì có một cái khay để phân chia cái khoảng không gian bên trong ra làm hai. Và các bạn lưu ý là gì, khi mà chúng ta mua két sắt thì chúng ta nên chọn những sản phẩm nào mà có kích thước lòng bên trong phải để vừa được. Giấy A4, túi hồ sơ để những cái giấy tờ phổ biến nhất là chúng ta đều để vừa được. Chứ có một số người là chỉ nhìn vào kích thước ở bên ngoài thôi, nhưng mà không để ý kích thước ở bên trong, dẫn đến cái việc là chọn sai sản phẩm, là không để vừa được giấy tờ. Và khi về sau khi sử dụng thì rất là bất tiện. Mà không những vậy thì chiếc két sắt này sẽ có thêm một điều rất là kỳ diệu, là ở bên trong thì sẽ có thêm một cái ngăn hầm bí mật nữa, để chúng ta có thể cất những tài sản của mình quan trọng hơn vào trong đó. Và nếu như mà nhé, đây là một trong những cái điểm khác biệt nhất của sản phẩm này mà mình đánh giá là không phải sản phẩm nào cũng có được. Đó chính là két sắt có tính năng cảnh báo trực tiếp về điện thoại, để ví dụ khi mà có trộm định phá mở này, hoặc là khi mà có kẻ gian định bấm dò mã số này, thì ngay lập tức nó sẽ có phát ra một tín hiệu cảnh báo trực tiếp về chiếc điện thoại smartphone của chúng ta, để chúng ta có thể biết được và ngăn chặn được ngay cái trường hợp đấy lại. Đồng thời ghi lại cái lịch sử hành trình mở két sắt của chúng ta vào lúc thời gian nào, thời điểm nào, giúp chủ nhân của chiếc két sắt này đảm bảo một cách tuyệt đối nhất. Và nếu như các bạn có những tài sản lớn mà chưa biết cất giữ vào đâu để đảm bảo an toàn nhất, thì hãy gửi gắm cái niềm tin đấy cho chiếc két sắt này. Bình Nguyên khẳng định đây là một trong những chiếc két sắt hội tụ nhiều tính năng và tiêu chí tốt nhất trên thị trường hiện nay trong năm 2023 này, bởi vì kết cấu thép dày, khóa cực kỳ thông minh, di thức bên trong rộng rãi, và không thể bỏ qua được câu chuyện cái đường nét thiết kế của chiếc két sắt này được làm tỉ mỉ đến từng chi tiết nên rất là đẹp. Chúng ta có thể thấy được ngay, đối với những loại két sắt mà cơ bản khác thì cái độ khít giữa cái phần cánh cửa và phần thân của chiếc két sắt thì rất là rộng, nhưng chiếc két sắt này được sử dụng công nghệ là cắt tia laser lấy một mặt ra để làm cánh cửa, nên cái độ cắt ở đây này, cái phần khít giữa cái phần
cánh cửa và phần thân của chiếc sắt này là rất là khít và gần như là chúng ta phải chọc cái dao dọc giấy vào cũng rất là khó mở. Và nếu như các bạn có quan tâm và yêu thích sản phẩm kết sắt nhập khẩu thông minh này thì có thể liên hệ trực tiếp qua tổng đài chính thức của Tổng Công ty Kết sắt Việt Tiệp để mua hàng chính hãng qua số hotline 1900 989932 để được tư vấn, hoặc truy cập trực tiếp qua website của công ty là ketvietiep.com.vn, hoặc các bạn có thể kích vào cái đường link mô tả bên dưới để mua hàng trực tiếp tại website của công ty, hoặc là các bạn có thể ấn vào cái nút tin nhắn ở bên dưới Facebook để chúng tôi có thể tư vấn và gửi mẫu sản phẩm phù hợp nhất cho bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quan tâm và xem video clip của mình. Xin chào!